hãy cùng đón xem tập 9 Tuyệt đỉnh sông Ca Nhí với đêm thi đầu tiên của vòng chinh phục 1, phát sóng vào lúc 21 giờ thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2019 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store.